Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2022, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 34 ca dương tính mới, đều là ca cộng đồng, trong đó huyện Châu Thành 15 ca, thành phố Bến Tre 4 ca, huyện Mỏ Cày Nam 1 ca, huyện Ba Tri 1 ca, liên quan đến cơ sở giáo dục 13 ca, toàn tỉnh có 530 ca đang điều trị, trong đó nguy cơ thấp 522 ca, nguy cơ trung bình 4 ca, nguy cơ cao 3 ca, nguy cơ rất cao 1 ca tổng số ca dương tính cộng dồn 96.434 ca, cộng dồn số F0 kết thúc điều trị 96.294 ca. Ngày 27 tháng 4, Bến Tre có một ca tử vong do mắc COVID-19, cộng dồn số ca tử vong 482 ca.